Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 36 đề ôn luyện toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề B2. Bài số 1 đúng thì ghi D, sai thì ghi X vào trống. 92 là trừ cho 28 ta cộng 16. 2 ta cộng 2 ta trừ cho 8 được, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, 4 trừ 1 3, 64. 64 ta cộng 16, 64 10 không dưới 1. 67 80 đây là sai. Đây này, 80 này đúng nè. Bài này 45 ta cộng 28, 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 đây nhớ 1, 73. 73 ta trừ cho 19, 13 là 9 bằng 4, 4 trả 1. 112 7 ta trừ cho 2 bằng 5. 54, cái này đúng nè. Này sai. Bài số 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong một phép cộng có tổng bằng 62. Như vậy ví dụ như chúng ta có x1 ta cộng x2 đi là bằng 62. Nếu thêm vào mỗi số hạng là 8 đơn vị thì tổng mới là bằng bao nhiêu? Như vậy cái này là 8 đơn vị đó, ta cộng thêm 8, ta cộng thêm 8, như vậy chỗ này tổng cộng là 16. Như vậy là đây là 8 nè, thêm 8 nè, ta cộng thêm 8 nè. Như vậy chúng ta sẽ có là bằng là 16. Vậy hai số này cộng lại với nhau là 8 78. Được. Thêm này 8, thêm này 8 thì bằng 16. 16 là cộng thêm cái tổng này nữa là bằng là 78. Câu B. Bài số 3. Đúng thì ghi D mà sai gáy vào trống hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? 1 hình, 2 hình, 3 hình, 4 hình. Rồi, chúng ta ghép hình. 2 hình lại chúng ta ghép được hình thứ 5. Hai cái hình này chúng ta ghép lại chúng ta sẽ được hình thứ 6. Hình 2 và hình 3 chúng ta ghép lại chúng ta sẽ được hình thứ 7. Rồi. Bây giờ chúng ta ghép 3 hình. 1 2 3 được không? 1 2 3 này, chúng ta sẽ được hình thứ 8 này, đây này. 1 2 3 này, hình thứ 8 này. Rồi. Tiếp theo. Rồi là 3 từ đây qua đây. Từ đây chứ, thêm đây chứ, nhầm. Đây luôn. Được hình thứ 9 này. Và hình ngoài này nữa. Nè. Hình ngoài, hình lớn ở ngoài nữa là chúng ta sẽ được hình thứ 10. Rồi 10 hình thì đúng nè. Sai nè, sai nè. Chúng ta qua bài số 4. Khoan vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Người ta đổ 72 lít dầu vào một thùng đã chứa 28 lít. Đã có chứa là 28 lít rồi, bạn đổ 72 lít vào. Hỏi thùng đó chứa bao nhiêu lít dầu? Giờ ta lấy 72 ta cộng với lại 28. 72 ta cộng với 28. 8 2 10 không dưới 1, 100. 100 lít. Nó qua bài số tiếp theo là bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều cùng ngày, kim dài và kim ngắn của đồng hồ gặp nhau mấy lần? Rồi, bây giờ chúng ta xem này, 10 giờ sáng ha. 10 giờ sáng này. Tới 11 giờ này. Chưa tới 11 giờ hai cây kim này trùng nhau một lần này, được không? Một lần. Hai lần. Ba lần. Được không? Tới 2 giờ. Như vậy là ba lần. Câu C. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 6. Tìm số thích hợp. Viết số thích hợp vào chỗ trống.
3 dm. Chúng ta sẽ đổi ra là cm là bằng 30, 30 ta cộng với 5 là bằng 35. Được không? Chỗ này chúng ta sẽ đổi ra là bằng 30 cm này. Đó. 30 ta cộng với 5 này nữa là bằng 35 này. Cái này cũng tương tự vậy. 5 này chúng ta sẽ đổi ra cm là bằng 50 này. 50 ta cộng với 3 là bằng 53 này. Rồi cái này là 20 cm, ta đổi ra được là 2 dm. Cái này 90 ta đổi ra được là 9 dm. Tại vì cái này từ nhỏ đổi ra lớn. Còn cái này là từ lớn xong đổi ra nhỏ. Chúng ta qua bài số 7. Chúng ta sẽ cộng hai cái này cùng lúc, chúng ta cộng hai này và ta cộng hai này. Nhà hai này chúng ta sẽ cộng lại bao nhiêu? 2 ta cộng 9 là 11, viết 1 thôi, nhớ 1. 4 5 6 11 cộng với x bằng. Rồi hai này cộng lại với nhau, 3 bằng 7 bằng 10, không nhớ 1, 100. Rồi tới đây thử dễ chưa? Đây coi như là đây là số hạng cho biết. Muốn tìm số hạng cho biết ta lấy tổng. Ta trừ đi số hạng đã biết là 61. X bằng 9 39. Bài này cũng tương tự giống như bài này, đồng thời chúng ta làm trừ và bài này chúng ta trừ. 15 ta trừ 7, 7 trả 1, 2, 77 trừ x bằng 14 ta trừ cho 59, 9 trả 1, 39. Đây tới đây là muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ. Ta trừ đi, đi hiệu. X bằng 17 và ta trừ 9 còn 8. 8 trả 1, 38. Bài số 8. Một cửa hàng buổi sáng bán được là 75 kg gạo. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng là 18 kg gạo. Hậu buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo? Ta lấy 75 ta trừ cho 18. Số kg gạo buổi chiều cửa hàng bán được là? Số kg gạo buổi chiều bán được là 75 ta trừ cho 18. 15 trừ 8 bằng 7, 7 trả 1, 2, 5, 57 kg gạo. Đáp số là 57 kg gạo. Chúng ta qua bài số 9. Tìm một số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số và hiệu hai chữ số đó đều là bằng 8. Rồi. Số đó là 80. Vậy 8 ta cộng cho 0 bằng 8. Và 8 ta trừ cho 0 cũng bằng 8, được không? Người ta nói là tìm một số có hai chữ số, biết hai chữ số tổng của hai chữ số và hiệu của hai chữ số là bằng đều bằng 8. Đây, tổng của hai chữ số, số 8 và số 0 là bằng 8. Rồi hiệu của nó là 8 ta trừ 0, nó cũng là bằng 8. Như vậy là đáp số là số 80. Chúng ta qua bài số 10. Người ta chuyển 16 lít nước mắm từ thùng to vào các can loại 2 lít và loại 3 lít. Hỏi được bao nhiêu can 2 lít, bao nhiêu can 3 lít. Rồi, ta có 16 bằng, giả sử như can 2 lít là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là 10 lít rồi đúng không? Nên ta cộng cho 3. Cộng cho 3. Về 2 2 can 3 lít. Rồi, 16 bằng sử dụng 2 can 2 lít, được không? Rồi 4 lít đúng không? Cộng 3 cộng 3 cộng 3. 3 3 9, 9 4 là 13. Cộng thêm 3 lít nữa.
1 2 3 4 4 3 12 12 với lại 4. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có là vậy 16 lít nước mắm chia vào can 2 lít và 3 lít ta có như sau. Rồi, ta có trường hợp như sau ha. Là 5 lít. À 5 1 2 3 4 5, 5 can 2 lít và 2 can 3 lít. Và trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai chúng ta có là 2 can 2 lít và 4 can 3 lít. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.